Thưa quý vị, một trường hợp cực hiếm song thai cùng trứng khác giới tính vừa được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công bố. Đây là ca phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Ngay cả trên thế giới thì cũng mới chỉ có một vài báo cáo tương tự tại các nước phát triển. Trường hợp hy hữu này đã cung cấp góc nhìn mới cho ngành di truyền học và sản phụ khoa. Theo y văn thì song thai cùng trứng sẽ cùng giới tính, cùng kiểu gen. Nhưng thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết là bệnh viện mới tiếp nhận thai phụ 23 tuổi, mang thai đôi tự nhiên, chung một bánh rau, hai buồng ối. Kết quả khám rồi làm các xét nghiệm gen cho thấy lúc đầu phôi hình thành từ một trứng và một tinh trùng. Sau đó tách đôi nhưng lại tiếp tục có sự đột biến gen, dẫn đến là hai thai cùng trứng nhưng lại khác giới tính. Lúc 16 tuần phát hiện thai nữ bị phù, có nguy cơ thai lưu, thai còn lại bình thường. Các bác sĩ tiếp tục ứng dụng kỹ thuật di truyền hiện đại xét nghiệm gen chuyên sâu, phát hiện thêm nhiễm sắc thể Y trên thai nam bất thường, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Vì thế, gia đình đã xin đình chỉ thai, xét nghiệm mẫu máu cuống rốn sau sinh cho kết quả trùng khớp mẫu nước ối trước sinh. Như vậy, dù đây là ca vô cùng hiếm, nhưng các bác sĩ đã có phân tích chi tiết nhằm chỉ định phù hợp cho từng thai, tránh bỏ sót các bất thường ngay trước sinh. Song thai cùng trứng nhưng đã có sự đột biến trong quá trình phân chia và tạo ra hai em bé, tuy rằng từ cùng một con tinh trùng, cùng một quả trứng của người mẹ lại mang những bộ nhiễm sắc thể khác nhau và có kiểu hình khác hẳn nhau. Và cũng may ở ca này là vì nó lại khác nhau vì giới tính, cho nên đó là mình thấy ngay cái kiểu hình lạ lùng, nó làm cho mình buộc phải đi tìm câu trả lời về bộ di truyền của bào thai này. Và chúng tôi đã có câu trả lời. Những ca đột biến như thế này đã là hiếm, nhưng mà lại khác biệt hẳn về cả kiểu hình và kiểu gen thế này là rất hiếm.